Xây cà quay đó nè, quay tất cả à. Đây máy chế rửa chén nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Sệ Vlog. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình vào xem với mình nha cả nhà. Bữa nay mình đi đám cưới ở ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tiên, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nha cả nhà. Nhà của anh em cũng sẵn dịp quay cho bà con mình xem nha. Cô chú anh chị em nào có xem cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Và chúc cả nhà mình một ngày thật là tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và xin chào tâm, và xin mời cả nhà mình vào xem nha. Rồi đánh bài ăn gì? Ăn uống rượu hả? Bữa nay đánh bài ăn uống rượu nha cả nhà. Bữa nay quay cho bà con mình xem nha. Bữa nay đám cưới của cháu ở anh đang ấp ấy, ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Ti, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nè cả nhà. Đây bữa nay về quê mình luôn nha cả nhà. Đây là em cuông cậu, đám con của em cuông cậu. Rồi ai ai thua bài người đó uống cái gì. Chào cả nhà. Tay là vậy đấy. Rồi thẳng chừng nào cưới vợ con hả? Có ghệ không? Dám không có ghệ lắm à hả? Có ghệ à? Ghệ ở đâu mày? Lên YouTube nghe coi chừng nó tìm thấy đó, nó dốc là lên kênh Sệ Vlog là thấy rồi đó nghe. Cái này đăng lên Sệ Vlog. Ô quên hỏi em. Đây em dâu. Rồi sao mà thịt mình ở đây sắc bự quá vậy? Nấu trái cây à? Tìm cũng như nấu tìm hình xăm nữa. Này xăm lâu chưa? Này lâu rồi anh ơi. Cái này hả? Bỏ đi. Đây bữa nay về quê quay cho bà con mình xem nghe cả nhà. Đây. Đây bữa nay anh em cũng tiếp xong rồi cũng ăn cũng lai gai nghe cả nhà. Này mình có mùi gì? Này thịt heo hầm dưa cải. Hầm dưa cải. Giò heo hầm dưa cải. Giò heo hầm dưa cải. Đây M7 mình cả nhà. Là em dâu của mẹ. Đây mới chế làm ớt. Sắc ớt. Ớt sắc ớt. Ớt sắc ớt. Đây giờ xin mời anh chị em mình vào xem bữa nay mình quay mấy chị đang làm nè cả nhà. Đây. Lên Sệ Vlog đi, đợt này đăng lên kênh Sệ Vlog. Rồi cái này mình làm cái gì? Cuốn thịt. Cuốn thịt để cù lao nè cả nhà. Trời ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá trời luôn. Lê Sệ, kênh Lê Sệ, rồi Sệ Vlog, rồi Sệ Hớt Tóc nữa, ba kênh lận. Cũng quay kể quay bán cháo vịt. Cháo vịt mỗi ngày. Nè rồi em về hồi nào? Về hồi 5 giờ sáng lên xe ngủ được luôn. Ủa rồi dân anh Huy rồi có gì không? Anh Huy về, gọi anh Huy về hôm qua nhị về với sáng tôi. Vậy hả? Tới nay cưới con nhị. Cưới đi. Cưới cho hết đi. Đây đây bà chủ đây. Đó, chủ gia đây cả nhà. Này thật là ngõ nè. Túc mà ơi, tôi quay ngõ luôn. Bữa nay đám cưới của cháu nghe cả nhà. Mình quay cho bà con mình xem nha. Cô chú anh chị em nào có xem cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nghe cả nhà. Đây còn đây là thịt luộc rồi đó cả nhà. Vậy? Quay hả? Rồi quay con không? Đây để quay ra làm sao, quay cái
Đây mấy em mà nhổ lông vịt đây cả nhà. Đó, thấy không? Lông không luôn cả nhà ơi, lông vịt này. Ủa ai đây thấy hơi quen quen vậy ta? Hả? Tạo ra nói thất nghiệp đem vợ ta đi ngay chỗ ở trước chỗ mà chỗ lộ xe chùa đó nạo vừa. Vậy đó ha. Nấu trái cây nè cái nhà. Mày khó khăn chứ không phải khó tiền. Khó gì? Khó khăn. Khó ngon hả? Khó khăn, khó trái cây khăn á. Nói chung mình không rành nhiều để hỏi mấy chị thợ nấu. Dịch tiền bịch nha, tải vô này mình nấu trái cây nữa. Rồi chế là người đứng ra nấu phải không chứ? Không. Hả? Đứng nấu nè, sáng ngồi, nấu sáng giờ luôn á. Ngồi nấu hả? Nấu luôn á. Ngồi nấu chứ không có đứng nấu. Xin lỗi cả nhà. Nói hơi lộn. Rồi chế không cho thấy mặt rồi mới mốt người ta muốn kiếm người sao? Thôi khỏi thấy mặt đâu. Vậy hả? Mệt gì trời. Đây em bà con cả nhà. Đây nè người chồng phụ ở đây nè cả nhà. Chị thợ nấu nè. Vì bữa nay đẹp gái quá ta. Bữa nay đẹp gái quá. Bữa là đám cưới con của Kiều Sáu ha. Kiều bữa đó chưa chạy tóc la mình chơi với luôn. Mình nó mà ngon cái đầu tóc u xù mà nó đem lại đó chụp mình vậy đó. Rồi cái này hầm dưa cải cả nhà. Này hầm dưa cải để đãi dắt chiều. Cũng như mấy anh em chị em ta lợi phụ á cả nhà. Đây rồi dịch này để bằng đêm cũng làm mồi cho khách ta lợi chơi á cả nhà. Nói chung ở nông thôn mình là đãi dữ lắm nha. Ở đây nhóm họ là đãi còn hơn là ăn cổ nữa đó cả nhà. Quê nhà em cho bà con mình xem cả nhà. Đây nhà khách đây trời. Rau củ quả nè để đi rước dâu nha cả nhà. Hơi tối quá cả nhà. Để mình quay trong nhà cho bà con mình xem luôn. Đây nhà của em Linh. Em mà con của ông cậu nha cả nhà. Quá trời rộng luôn cả nhà. Ở đây nếu mà thấy chỗ này là thấy phái liền. Đó bà chủ đang quét nhà đó nha cả nhà. Anh Hai à. Anh Hai năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Anh Hai 70 đó hả? Đây anh Hai cô cậu nè cả nhà, anh rể. Đây em rể. Đây em trong xóm. Còn đây cháu. Đây. Đây tân hôn nha cả nhà. Đó, bông hoa cửa Rồi video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại clip sau. Và chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà. Và xin chào nha. Bữa nay mặc quần áo mới hả? Mặc quần áo mới đặng rước cháu dâu phải không? Ý cháu dâu. Bả năm nay cũng lớn tuổi rồi cả nhà. 70 rồi hả? Cũng già quá ở đây mở 7 nha cả nhà. Thôi để quay chút đỉnh để làm kỷ niệm thôi cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Hẹn gặp lại clip sau nha cả nhà. Bye bye.